Wow, một chiếc máy bay thật trắng nha. À đâu, một máy bay Boeing nha. Wow, rất là mấp ủ nha các bạn. Dễ thương nha. Yeah. So cute, yeah. Ok. Tiếp theo đây là một chiếc xe móc cậu đây, xe cậu đây. Mà thấy có cái móc kia đấy. Xoay này. Wow. Chỗ này đang ra để giữ thăng bằng này đấy. Giữ thăng bằng nha. Ok. Let's go. Cầm hơi thấp nha các bạn, mình đi xét nha. Ok. Còn đây là một chiếc xe đầu kéo các bạn. Đây. Một chiếc đầu kéo hàng nha. Yeah. Rồi, thì mình sẽ có một cái thùng chứa hàng đây. Có chi đây. Rồi giờ mình sẽ gắn vào đây này. Đấy, gắn ra. Yeah. Wow. Here we go. Rồi. Ok. Tiếp theo đây là một chiếc trực thăng đứng hình các bạn này. Đây. Đang là một chiếc trực thăng nha. Rồi, giờ mình sẽ biến hình cho các bạn xem này. Wow. Yeah. Wow, và giờ chưa được biến thành một con người đấy nha. Đây. Rất là hiện đại luôn nha. Ok, giờ mình biến hình lại nào. Đây. Đẹp luôn nha các bạn. Còn đây là một chiếc